Hello em, chào mừng em đến như trở lại kênh của mình Khương Kalo đây. Tiếp theo với Sugi sinh tồn xếp hạng nha anh em. Hôm nay chúng ta đến với đảo sa mạc, vẫn là con Aegis viên thuộc, nhưng hôm nay không phải là những khẩu súng máy nữa. Đây mình trở lại với môn 4v1 nha. Trận này vẫn cũng khá là căng, những tình huống cần tem các thứ khá là hấp dẫn nha anh em. Thì ok, trước khi vào video thì anh em nhớ kéo xuống cho mình xin một like, cho nên đăng ký kênh ủng hộ mình, bấm luôn chuông thông báo nha anh em. Nếu anh em có ý tưởng gì thì cứ comment góp ý cho mình, cảm ơn anh em rất là nhiều. Còn bây giờ thì chiến thôi. Đây 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 luôn, nguyên tem luôn. Ê
đây 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 đây.